Ngày trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội liên tục lập đỉnh mới cận 3.000 ca một ngày. Để hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, hàng loạt các trạm ATM oxy tại thủ đô đã được thiết lập với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, tình nguyện viên chuyển oxy đến tận nhà tiếp sức cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chỉ định sử dụng oxy. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hà Nội Nghĩa Tình ATM oxy miễn phí với sự phối hợp thực hiện của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Hiện tại chương trình đã cung cấp cho Hà Nội 1.000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít, 800 đồng hồ đo, 30 máy oxy loại 7 lít, 20 máy oxy loại 10 lít và 500 bộ chia oxy. Số oxy này sẽ được điều phối đến 30 quận huyện. Được biết trong thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ATM oxy đã hỗ trợ bình oxy cho hơn 50.000 trường hợp, hỗ trợ 500 trạm y tế lưu động, góp phần cứu chữa cho từ khoảng 200 đến 300 bệnh nhân F0 mỗi ngày. Tại Hà Nội, 100% đoàn viên tình nguyện viên tham gia chương trình ATM oxy ở tất cả các khâu trực tổng đài, giao nhận thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, thu hồi bình nhằm chia lửa với y tế phường, nhằm chăm sóc kịp thời cho các F0 điều trị tại nhà, hạn chế tỷ lệ chuyển tầng. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, nhiều đối tượng mạo danh là bác sĩ chuyên môn, giám đốc bệnh viện liên hệ với các F0 đang điều trị tại nhà để chào mời mua các loại thuốc, thiết bị y tế chữa trị. Các đối tượng mạo danh bác sĩ lôi kéo các F0 điều trị tại nhà chữa trị bằng phác đồ riêng, đưa ra những cảnh báo về hậu quả lâu dài, khiến người bệnh hoang mang lo sợ. Bên cạnh đó, các đối tượng chào mời mua các loại máy đo SpO2, máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus. Những kẻ mạo danh đều dùng nick Facebook giả. Các chuyên gia cảnh báo những người tự bắt chuyện làm quen thường là đối tượng không minh bạch rõ ràng, bởi các bác sĩ rất bận, thường không có thời gian để tìm đến các bệnh nhân mời chào như vậy. Người bệnh cần lưu ý để không bị lừa gạt. Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo tất cả người bệnh COVID-19 cần tái khám từ 2 đến 4 tuần sau khi xuất viện để đảm bảo khỏe mạnh hoàn toàn, không còn di chứng. Bệnh nhân thăm khám sớm sẽ được xét nghiệm đánh giá tổng quát thể trạng, từ đó kịp thời điều trị di chứng do SARS-CoV-2 gây ra. Các bệnh nhân khám hậu nhiễm COVID-19 thường gặp các vấn đề chủ yếu là hô hấp cấp, hô hấp mãn tính, tim mạch, một số bệnh lý có thể gây xuất huyết não. Về tâm lý, nhiều bệnh nhân bị stress, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo và sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch. Bộ tiêu chí mới vẫn dựa trên nền tảng của bộ tiêu chí cũ ban hành từ đầu tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh đã có sự thay đổi so với trước. Việc điều trị ca nhiễm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương. Do đó, bộ tiêu chí mới sẽ không còn đánh giá quá quan trọng về tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng, mà đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 sẽ chủ yếu dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong. Nhằm khuyến khích công tác bảo tồn loài hoang dã, ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Các cá nhân tổ chức được vinh danh là các nhà khoa học, nhà báo, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, hành lang pháp lý và chính sách đối với bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và công tác bảo tồn loài nói riêng ngày càng hoàn thiện. Đằng sau những kết quả đó là những đóng góp của toàn xã hội. Trong bối cảnh chung của thế giới, các loài hoang dã tiếp tục bị suy giảm nghiêm trọng. Việc bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ các loài hoang dã nói riêng vẫn cần được quan tâm. Đó là lý do mà Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vinh danh các tổ chức cá nhân có nhiều cống hiến, tiếp tục có đóng góp cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và mong rằng sẽ có nhiều sáng kiến, giải pháp bảo tồn được kiến tạo nhằm bảo vệ thiên nhiên Việt Nam. Để bảo vệ những đối tượng nguy cơ cao, bao phủ triệt để vaccine, Hà Nội đã và đang triển khai chích ngừa vaccine cho các đối tượng nguy cơ rất cao như các cụ già yếu, người bệnh nặng, người không thể di chuyển được. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử có những tổ tiêm chủng đến tận nhà dân chích ngừa vaccine cho người dân. Hôm nay, trạm y tế này tiêm chủng mũi 3 vaccine cho người dân. Trong số đó có cụ bà 90 tuổi mới được tiêm mũi 1. Sau nhiều lần được chính quyền phường Nam Đồng vận động, động viên, hôm nay con trai cụ mới đẩy xe lăn đưa cụ đi chích ngừa. Sau tiêm 30 phút, sức khỏe của cụ hoàn toàn bình thường. Khi ra về, con trai cụ không giấu nổi niềm vui. Đó vì là các cụ già, các cụ đầu tiên thì bảo không cần phải tiêm được. Thế sau thì phường cứ động viên bảo thôi cứ ra tiêm đi, nhỡ nó xảy ra điều gì thì rất phức tạp.
Thế nên là gia đình cũng cố gắng động viên cho cụ. Thế là hôm nay cụ ra cụ tiêm. Cũng là người cao tuổi, nhưng nhiều cụ đã chích ngừa mũi thứ ba mà không cần đến sự vận động nào của chính quyền. Các cụ và gia đình hiểu rằng khi dịch lây lan rộng ở Hà Nội như hiện nay, chỉ có vaccine mới bảo vệ được mình. Hai lần trước cụ cũng tiêm ở phường rồi, đội ngũ y tế của phường rất là chu đáo, tận tình cả về việc tiêm cho cụ cũng như là hỗ trợ về mặt tâm lý, cho nên là gia đình rất yên tâm thôi. Nghĩa là hơn nữa là tiêm cũng rất gần nhà nữa, cho nên là lần này ra tiêm mũi 3 thì cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Hai ông bà tiêm không có vấn đề gì cả, ông 90 tuổi, bà 80 tuổi. Đoàn mình có công an, phụ nữ, tổ dân phố đi xuống từng nhà một là báo, có nghĩa là mình đã giải thích cho các bác rất cụ thể. Và bây giờ nếu mà không tiêm thì khi các bác mắc Covid thì cái đối rất là nguy hiểm và mắc bệnh sẽ rất là cao. Thì sau khi các bác ngành đoàn thể vào thì các bác cũng đồng ý ra đây tiêm hết, ngồi xe lăn ra đây tiêm hết. Theo Trung tâm Y tế các quận huyện của Hà Nội, hiện nay mỗi quận huyện có hàng nghìn người có nguy cơ rất cao đang được vận động đi tiêm vaccine COVID-19. Đơn cử như quận Đống Đa có khoảng 1.000 người. Đó là những người già yếu, người khó khăn trong việc đi lại, người bệnh nặng. Sau khi vận động, có khoảng 100 người không tiêm và ký vào cam kết tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vài hôm sau, hầu hết trong số này lại tự nguyện đến chích ngừa. Khi đi tiêm là chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về vấn đề nếu như xảy ra các cái sự cố thì vận chuyển cấp cứu ra làm sao, rồi là oxy với các cái thuốc cấp cứu như thế nào, đều có các cái lực lượng hỗ trợ. Quá trình tiêm với gần 1.000 trường hợp vừa rồi thì không có trường hợp nào tai biến nặng xảy ra. Để tạo điều kiện cho những đối tượng nguy cơ rất cao được chích ngừa, nhất là những người yếu, liệt, không đi lại được, Hà Nội đã tổ chức tiêm chủng đến tận nhà tiêm. Tổ tiêm chủng có đầy đủ bác sĩ, công an, thành viên hội phụ nữ, hội người cao tuổi, mang theo phích vaccine, thuốc cấp cứu sốc phản vệ, bình oxy. Đặc biệt là Hà Nội trong thời gian vừa qua đã chủ động thực hiện cái việc tiêm chủng lưu động đến tận nhà, tiêm cho những cái người mà yếu thế, không tới các cơ sở tiêm chủng được thì sẽ được tiêm chủng tại nhà. Chúng tôi cũng đã thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, ra soát các đối tượng mà cần phải bảo vệ để tiêm thật sớm những cái mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân. Chúng ta thấy rằng là khi mà đại dịch tràn qua, nó sẽ không chừa một ai cả. Và tất cả những người nào còn sót lại trong cộng đồng và chưa được tiêm chủng, chưa được bảo vệ với vaccine thì đều có nguy cơ. Đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền, những người mà tuổi cao, hệ thống miễn dịch kém sẽ không thể chịu nổi khi mà virus tấn công. Và khi mà những người này mắc bệnh thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là gây quá tải cho hệ thống. Đây chính là một trong những cái lý do mà để dự phòng không phải là chỉ có cái chủng Delta này, mà còn dự phòng cho cả những cái chủng tiếp theo nữa như Omicron xuất hiện. Theo số liệu thống kê từ các bệnh viện, thời gian qua, ca tử vong do COVID-19 chủ yếu xảy ra ở những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, người chưa tiêm đủ mũi, người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Chính vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động bảo vệ người có nguy cơ cao trước đại dịch. Để giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng hoa quả tươi, phải lưu kho, lưu bãi trong thời gian dài, phát sinh chi phí và gây thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ ngày 17 tháng 1, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Lạng Sơn sẽ tạm thời dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi tới cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 cửa khẩu. Từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay, lượng hàng hóa từ nội địa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi khả năng thông quan hàng hóa xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm. Đặc biệt, cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả là Tân Thanh vẫn đang tạm dừng hoạt động. Trung bình một ngày, số lượng xe xuất khẩu chỉ đạt 80-100 xe, trong đó có 50-60 xe hoa quả. Với tốc độ thông quan như trên, để giải phóng hết hàng hóa là hoa quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần từ 13-15 ngày, chưa kể hàng hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu.